6 mét mặt tiền đường nhựa, khu dân cư đông, điện nước đầy đủ ha. Đã có sử dụng là nước máy. Chợ thì cách đây khoảng vài trăm mét thôi, rẽ bên tay phải là gặp ngay chợ rồi ha. Đó, còn đường này được nói chung là đường O1 luôn. Đi rẽ phải nè, gặp ngã tư rẽ phải ra xíu thôi là ra tỉnh lộ 328 rồi, đường đi biển luôn ha. Đi biển Hồ Tràng. 6 sâu 40 có 50 thổ cư. Có một cái căn nhà cấp 4 ha, cổng rào đầy đủ ha, ranh mốc rõ ràng. Giá cực kỳ rẻ luôn nha.